đặc biệt thân này các bác, chất âm của đôi loa JBL SX738, hàng mới tinh đập thùng xốp, em đang test kết hợp với đẩy Alley DK18004. Ok, rất là cảm ơn các bác cùng toàn thể quý anh chị em rất là nhiều. Và thưa các bác thân mến, một set combo em đang test trước mài nhỏ toàn thể các bác có giá là trên 100 triệu đồng. Và thưa các bác thân mến, đẳng cấp nó sẽ là mãi mãi, còn phong độ thì chỉ được một thời điểm nào đó thôi. Thưa các bác thân mến, JBL SX738 hàng mới nguyên thùng xốp, giá là trên 70 triệu đồng. Và chính xác các bác nhé, là nó là dưới 80 triệu đấy. Để các bác muốn biết được cái giá chi tiết hay cụ thể hay chương trình khuyến mại giảm giá như nào, các bác hãy vui lòng liên hệ trực tiếp cho em đấy. Giá sẽ là chính xác nhất cho các bác. Còn đẩy Alley DK18004 là một chiếc đẩy chuyên đánh những dòng loa full đôi và những dòng loa sukét các bác nhá. Và em rất là hồi hộp khi test bộ sản phẩm này để các bác của anh em tham khảo đấy ạ. Đẩy 4 kênh chạy mạch Class D mọi người nhé, dòng đẩy size 2U. Vâng ạ. Và bài test vừa rồi là có cả quả súp JBL mã số là JZX118S mọi người nhé. Âm thanh đánh hay vượt trội luôn. Thưa các bác thân mến, với bộ sản phẩm này thì các bác sẽ ghép cho em một chiếc vang số cao cấp chỉnh máy tính và một bộ mic không dây, là chúng ta có thể thoải mái ca, hát và nghe những bản nhạc mà mình yêu thích. Đặc biệt là những đôi loa JBL SX738 này thì xứng đáng cho các anh em đam mê chơi, sở hữu và là để sưu tầm. Vì là rất ít khi gặp được những đôi loa hàng mới mà còn nguyên cả thùng xốp mọi người nhé. Mà giá em cũng giảm hết mức để cho các bác của anh em có thể mua sắm rồi. Giá dưới 80 triệu đồng thôi. Còn giá cụ thể các bác can trực tiếp cho em ạ. Thưa các bác thân mến, đôi loa JBL SX738 hàng mới nguyên đập thùng xốp, nó sử dụng sở hữu đó là một bát 50 từ leo, dòng bát đuôi HPL mọi người nhé. Từ neo coi 7,6 và dòng coi 2 tầng các bác nhé, coi 2 côn. Sử dụng một chung neo và một tép leo các bác nhé. Tép leo của nó thì nó là dòng tép leo coi 7,5, dòng coi kim cương và mã số loa tép của nó là 2341H mọi người nhé. Đó, nó rất là đẳng cấp và đặc biệt đúng không ạ? Còn riêng phân tần các bác nhé, riêng bộ phân tần của đôi loa JBL SX738 này thì nó như một hạm đội đúng không ạ? Nó tham chiến ở trên một chiếc tàu sân bay rồi, nó rất là khủng các bác nhé. Nếu cần thì em sẽ mở nội thất, còn nếu không thì thôi đúng không ạ? Các bác muốn xem phân tần đúng không ạ? Thì em có thể gửi phân tần cho toàn thể các bác, bởi vì em có những đôi loa trước kia đã sở hữu rồi đúng không ạ? Còn đôi này nếu các bác muốn riêng nguyên bản thì chúng ta không cần phải tháo ra, bởi vì nó là hàng nguyên thùng xốp mọi người nhé. Ok, thưa toàn thể các bác thân mến, các bác cùng anh em có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Thứ nhất là có giá tốt, thứ hai em sẽ tư vấn cho toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em. Các bác có thể đến tại cửa hàng có địa chỉ tại dưới chân cầu Bình, khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Nạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hoặc vì lý do công việc hoặc là địa lý nó xa xôi không qua được thì các bác vui lòng đặt cọc tiền, em sẽ gửi hàng đến tận nhà cho các bác cùng mọi người. Và hàng ngày thì em cũng xin được chia sẻ, cũng rất là vui được các bác quý mến cũng như là các anh chị em trên
toàn quốc ủng hộ thì em liên tục đúng không ạ? Đấy, đóng rất là nhiều những sản phẩm đấy, gửi đi cho các bác cùng mọi người. Đấy, đóng rất cẩn thận mọi người nhá. Ok chưa? Đấy, tủ đồ, tủ này là tủ 10U. Tủ đồ đây là tủ 12U, tủ 10 và tủ 12, tủ 8 nhà em đều có mọi người nhá. Tủ nhà em đấy là tủ China. Tủ không tiết kiệm các bác nhá. Bánh xe nó rất là to này mọi người, những cái khóa bánh xe này, gỗ của nó là liền khối mọi người nhá. Đấy, loa mới, loa bãi em đóng cho các bác của anh em rất rất là cẩn thận. Đấy. Rất là cẩn thận mọi người, cứ yên tâm nhận hàng thôi ạ. Đó, nhận hàng kiểm tra vỡ chúng ta không nhận. Ok nhá. Và em sẽ gửi lời chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.